Vâng, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với Tâm Fashion. Hôm nay mình hướng dẫn các bạn cách cắt cái đầm như thế này. Ở dưới thì nó xòe đuôi cá, cái kiểu cắt cắt nhá. Nó là dạng bèo cắt. Dưới là xòe đuôi cá và ở phía trên thì nó được đắp chéo cái phần ngực. Các bạn nhìn cái hình cho kỹ nhá. Đó. Và ở cái phần khách của mình ấy thì người ta yêu cầu là cái đầm phải có túi, cho nên thay vì cái miếng nẹp mà nó có cái nút giả đây này thì mình sẽ quay nghiêng lên thành cái túi. Còn các bạn cắt ấy, thì các bạn cứ cắt theo cái form đầm của mình. Còn cái phần túi các bạn cho vào cũng được, mà không thì các bạn làm cái miếng đắp qua, miếng pad để đắp qua và cài cái cúc giả vào đây như thế này, khâu cái cúc giả vào thì cũng ok. Và có điều là trên cái phần ngực thì các bạn thấy là có hai cái miếng đắp chéo ở trên phía ngực như thế này. Cái phần tay này dài quá, người ta không thích, khách của mình không thích, cho nên họ chuyển thành cái tay ngắn. Cho nên các bạn sẽ nhìn dùm mình là khách của mình sẽ chuyển sang cái phần tay ngắn phồng như thế này. Và bây giờ các bạn sẽ cắt vào cái mẫu này cho mình nhá. Cái nghĩa là cả cái phần đầm này chỉ khác cái tay ngắn phồng, nhún phồng này. Còn cái tay bên kia là tay dài, còn lại là cả cái đầm giống nhau. Các bạn sẽ lấy chiều dài cái đầm này, dài khoảng là 96 cho tới 100 cm, tùy theo các bạn mặc dài hay mặc ngắn nhé. Và cái đầm này mình lấy đang ở đây là 96 cm. Và tất cả những cái đầm mà khi các bạn lấy, mình nói là lấy đầm cơ bản thì bao giờ mình cũng hướng dẫn cho các bạn lấy đầm cơ bản của size M. Còn các bạn muốn lấy cái size nào hay chúng ta cắt theo form của chúng ta thì chúng ta vào bài học cắt đầm cơ bản, chúng ta cắt cái form của chúng ta đi rồi sau đó chúng ta mới làm ra cái đầm kiểu được phăng lung tung các bạn nhé. Và thì bây giờ các bạn sẽ nhìn cho mình như sau. Để cắt được cái đầm này, các bạn sẽ lấy một bộ rập ôm body cơ bản cho mình để cho cắt được nhanh hơn. Và bây giờ các bạn sẽ nhìn nhé, để cắt được sản phẩm này thì chúng ta sẽ lấy cái phần cổ vuông trước. Đây là dạng cổ vuông đó, và cái cổ vuông này ấy, thì các bạn sẽ lấy từ cái phần đầu 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 cổ này vào đến đây cho mình khoảng 4 cm, hay là nói cách khác các bạn sẽ lấy từ cái đầu cổ này đi vào đây cho mình là 11 cho tới 12 cm, tùy theo mà các bạn thích cái cổ được to hay bé. Sau đó là các bạn kẻ thẳng cái đường này xuống dưới tim ngực cho mình. Đó, khi xuống dưới tim ngực rồi thì các bạn sẽ lấy cái đường đây này. Đó, từ cái phần tim ngực này các bạn lấy luôn cái phần này lên đây cho mình khoảng 1 cm, các bạn trượt tiêu cái phần này đi. Và từ đây đến đây từ 1 cho tới 1,5 cm, tùy theo cái vải của chúng ta giãn hay không giãn. Nếu mà vải giãn quá thì cái phần này sẽ phải làm khoảng 1,5. Còn không thì các bạn vô đây cho mình từ 1 cho tới 1,2 cm. Và cái điểm trên này này, từ đây lên đến đây các bạn lấy cho mình khoảng là 5 cm. Từ dưới cái đường ngang ngực này nhé, từ đây lên đến đây khoảng 5 cm. Và từ cái đầu này lên đến đây các bạn lấy khoảng 4 cm. Sau đó các bạn sẽ kẻ như thế này cho mình. Đó. Vậy là cái phần này này là chúng ta phải trượt tiêu ni đi, để đảm bảo rằng là khi chúng ta may xong thì cái cổ này nó sẽ không bị đờ phô cổ, nó rất là êm. Đó. Và xuống dưới đây thì cái phần ni của chúng ta, đó, sau khi có phần cổ vuông này rồi, các bạn sẽ lấy xuống dưới đây cho mình. Từ cái phần ngang mông, đây là phần ngang mông này. Từ phần ngang mông này các bạn lấy xuống đây cho mình là khoảng, từ phần ngang mông lấy xuống đây khoảng 20 cm, các bạn kẻ ngang cho mình một đường. Đây là cái dạng đầm đuôi cá, cho nên là các bạn sẽ lấy từ trên cái phần ngang mông xuống đây là 20 cm. Và chiều dài cái đầm này thì tùy theo các bạn đo, các bạn thích dài hơn bao nhiêu thì các bạn lấy bấy nhiêu. Và bây giờ khi các bạn lấy xuống đây là 20 này, đó. Và chiều dài của cái đầm này nó là 96 cm thì các bạn sẽ lấy xuống đây. Đó, khi các bạn lấy 96 cm rồi thì các bạn sẽ lấy cho mình cái phần đuôi cá. Đây có phải là, các bạn nhìn nhá, khi mà đầm ôm body thì mình đã hướng dẫn cho các bạn là từ cái điểm chính này sang bên này. Đó, là 1/4 mông, hay nếu vải không giãn thì chúng ta phải cộng thêm 0,5 cho tới 1 thì tùy các bạn cắt rồi. Thì trên mông này, ví dụ mình đo đây là mông 23 thì xuống dưới này, đó, mình chặt đi cái phần này này là mình sẽ đánh cong vào từ 3 cho tới 5 cm. Vậy thì từ 3 cho tới 5 cm thì 5 cm nó với đối với đầm giãn nhá. Giãn thì các bạn mới đánh cong mạnh. Còn không như này là mình đánh cong vô đây là 3 cm. Đó.
Các bạn sẽ đánh cong vô đây khoảng 3 cm và các bạn đánh cong cả này. Vậy thì từ cái điểm từ trên này xuống đây là 20 này. Các bạn sẽ có cái điểm này rồi thì từ dưới cái phần line này các bạn cho line xòe ra từ 7 cho tới 8 cm ra đây cho mình. Đó. Các bạn lấy từ đây ra đây là từ 7 cho tới 8 cm các bạn nối vào đây. Đó. Và khi các bạn nối vào đây này thì các bạn nên nhớ là cái đường này nó là đuôi cá, nếu nó gãy hình chữ V này nó sẽ không đẹp. Các bạn sẽ đánh cho mình hơi cong cái đường này. Cong từ dưới này lên đây khoảng 1,5 cm cho mình. Đó, các bạn lấy từ đường ngang này lên đây 1,5 cm các bạn nối với cái đường này. Đó, và các bạn nối vào đây thì các bạn nhớ đánh cho cái phần thân trước này nó hơi sa vạt xuống ra đây cho mình. Đó, mình đánh sa vạt xuống cái phần này thêm một chút xíu để cho cái phần thân trước nó được chúi xuống, còn cái phần thân sau thì sẽ ngang. Và bây giờ các bạn sẽ thấy là khi có cái đường này rồi, cái chỗ này đang V, các bạn đánh cho nó hơi cong xuống đây. Các bạn phải làm sao mà nó vuông góc ở chỗ này để khi các bạn ráp với cái phần phía bên sườn ấy nó sẽ bằng nhau. Đấy, và nó sẽ vuông góc và nó được bằng cái phần line này cho nó đẹp. Và các bạn đánh cong cái phần này vào khoảng 0,3 tới 0,5 ni để làm sao mà cái đường này nó hơi cong cong một xíu, đừng để nó gãy hình chữ V thì nó sẽ bị gãy, nó không đẹp. Đó. Và các bạn có hình dung là cái phần tam giác này ở đây rồi thì cái phần đuôi cá ở đây này. Đây, cái phần đuôi cá này các bạn thấy là nó có cái đường xẻ, và cái đường xẻ ngay ở giữa đây này, các bạn kẻ cái đường này kẻ xuống cho mình. Lấy luôn cái đường ni này cho các bạn kẻ xuống dưới. Đó, sau khi kẻ xuống dưới rồi cũng cái đường này thì các bạn lấy ra cho mình một cái đường xẻ. Thì nó có hai cách, khi mà các bạn đi tới đây rồi thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là có hai cách để làm cái phần ở dưới này. Thì nó sẽ được làm như sau. Một là các bạn sẽ lấy luôn cái điểm này và cũng lấy từ cái điểm chính này ra đây cho mình là từ 7 cho tới 8 cm. Đây, ví dụ mình lấy ra 7 cm này, mình sẽ nối vào đây. Đấy, và bên này các bạn cũng lấy ra cho 7 cm. Và các bạn nối vào đây. Đương nhiên khi các bạn cắt cái này này thì nó có hình tam giác ở đây. Thì có nghĩa là các bạn phải cắt một cái hình tam giác này ở đây và các bạn gắn nó vào đây này. Đấy. Đấy là trường hợp thứ nhất. Trường hợp số 2 là các bạn sẽ cắt cho mình một nửa phía bên này có gắn thêm miếng tam giác này, và một nửa bên này sẽ phải gắn thêm một miếng tam giác này để trả lại cho nó, tức là nó xòe đuôi cá ở cái chỗ này. Thì nó lại là trường hợp mà các bạn phải nối vào, sau đó là các bạn lại ráp cái đường, ráp hai cái đường vào với nhau. Đấy là các bạn hiểu không nào? Khi mà ví dụ đi, các bạn nhìn nhá, cái tấm này nó đi theo cái đường đây này. Đó, tới đây thì nó lại xòe ra đây. Là nó hết cái tấm này. Và tiếp đến ngược lại, khi cái tấm bên này nó đi xuống dưới đây. Đó, thì nó đi tới đây thì nó sẽ xòe ra bên này, và cái đường bên này nó xòe ra tới đây thì nó sẽ là một miếng bên này. Có nghĩa là các bạn cắt làm sao mà bản chất của cái miếng bên này hay bên này nó đều có hai cái miếng tam giác một bên là đúng. Đấy là cái trường hợp mà các bạn cắt, sau đó là các bạn ráp vào. Nhưng mình hướng dẫn cho các bạn một cách, đó là các bạn không cần phải tách nó ra mà để cho cái hình đây này, các bạn nhìn rõ ở trong cái hình này này, thì nó có hai trường hợp. Các bạn không cần tách mà các bạn cắt một cái thân liền cho mình, một cái thân trước ấy, một cái thân trước mà nó liền luôn. Đây, cái đường này gấp đôi này. Đấy, sau đó là cái đường này này, nó sẽ được tách một miếng vào đây. Thì bây giờ mình hướng dẫn cho các bạn một cái cách nữa, đó là thay vì cái miếng tam giác này được ở đây thì mình không làm cái miếng tam giác này mà mình sẽ cộng cho nó thêm một cái đường ở giữa này. Thì bây giờ các bạn sẽ tách thân ra thì các bạn sẽ hiểu cái phần đó này. Xuống dưới hạ eo này, bên dưới hạ eo khoảng 3 cho tới 4 cm, các bạn sẽ rã thân ra cho mình. Mình rã thân từ trên đầu vai này xuống đây là khoảng 39 cho tới 40 cm. Thì các bạn có thể rã theo cái mà chúng ta muốn nhé. Các bạn rã từ trên này xuống đây khoảng 39 cho tới 40 cm. Tùy các bạn muốn rã cao hay rã thấp. Và mình rã xuống đây là khoảng 40 cm. Đó. Từ trên đầu vai mình rã xuống đây là 40 cm. Khi các bạn cắt một đường ngang như thế này, các bạn đánh cong cái phần sườn này lên cho mình. Đó, đánh cong phần sườn lên 1 cm. Và các bạn cắt tách cái phần này ra. Đấy. Ở cái phần rập này, các bạn lưu ý là phần phía dưới này là cái phần được đánh dấu gập đôi. Ở phía dưới này được đánh dấu là gấp đôi ở cái phần này, cho nên chúng ta không cần cái phần phía dưới này
mà phần phía trên chúng ta phải được gấp đôi như thế này để khi cái rập của chúng ta ra thì nó được gấp đôi. Bây giờ các bạn sẽ cắt nhá. Đây là cái rập này, đây là vòng cổ này. Đó. Thì bây giờ các bạn sẽ cắt cho mình cái phần vai này. Đấy. Đây chính là cái phần ly của chúng ta, phần cổ của chúng ta ở đây. Đấy. Đây là ra hình cổ vuông và trượt tiêu cái ni ở đây. Bây giờ các bạn lưu ý cho mình này, ở cái phần trên cổ vuông có cái ni này, nhưng trong cái phần thân ở phía trên này này, nó có một cái miếng nẹp bèo đắp chéo từ cái phần cổ này sang tới cái phần cổ bên kia. Thì bây giờ các bạn sẽ nhìn nhá, từ cái phần này. Đó, các bạn sẽ đặt cái thước nó, các bạn sẽ đặt cái thước nó xéo ngang qua đây. Và chắc chắn là cái đường này này các bạn phải tách nó ra. Tách nó ra thì cái phần nẹp của chúng ta nó đặt lên đây này. Đó, nó sẽ may vào cái đường này luôn. Chúng ta phải tách cái phần này ra thì khi chúng ta may cái tấm đè ở đây này, cái tấm trang trí ở phía ngoài đây này, thì nó sẽ được may nọt vào đây. Thì bây giờ các bạn sẽ cắt cái phần này. Đó, chúng ta cắt phần này ra. Và đây là phần vai này, đây là phần nách này, và đây là phần cổ này. Các bạn lấy dấu cho mình như thế này. Rồi các bạn sẽ thu nhá. Bây giờ các bạn sẽ này, khi mà các bạn muốn nó đánh được cái phần này thì các bạn sẽ phải đó. Thế các bạn nhìn này, khi các bạn khép cái phần ni này lại thì các bạn sẽ khép vào đây. Đấy, nó sẽ thu phần ni này lại cho các bạn. Đó. Đây, các bạn nhìn nhá. Mình bỏ cái phần ni này đi, sau đó là mình sẽ khép cái phần ni này vào. Đó. Sau khi mà các bạn thu như thế này rồi. Đấy, thu xong thì nó sẽ như thế này. Các bạn muốn làm cái miếng bèo ở phía trên thì các bạn sẽ nực nó ra. Đây. Khi các bạn mở thân nó ra như thế này thì bây giờ các bạn sẽ phải đánh cái thân này. Ví dụ cái thân của các bạn nó bắt cái đường trang trí ở phía ngoài ấy, bắt đầu từ cái vòng nách này. Từ cái điểm đây này, điểm vòng nách này. Vòng sang tới bên sườn, các bạn phải đánh cho mình một cái đường như thế này. Đó, các bạn phải vẽ cho mình một cái đường bèo như thế này. Đấy. Thì khi các bạn vẽ như thế này rồi ấy thì các bạn sẽ sang cho mình một cái đường, một cái miếng như thế này này. Đây, các bạn sang một cái miếng như thế này nhá. Đó. Các bạn sang một cho mình một cái miếng như thế này. Đó, và cái miếng này chính là cái miếng mà nó đắp qua đắp lại của cái miếng phía thân trước ở phía ngoài đó. Và các bạn cũng lưu ý là khi mà mình vẽ thì cái đường này này nó nên đi qua đầu tim ngực hoặc là nó ở bên trên tim ngực này khoảng 1 cm. Đừng bao giờ cho nó vượt quá cái đường tim ngực này, vì bản chất khi nó vượt quá xuống dưới cái phần tim ngực này này là nó sẽ bị có cái phần ni đang đi xuống như thế này, nó sẽ bị mo lại. Thì các bạn chỉ lên cho nó đúng cái đầu tim ngực này hoặc bên trên này cho mình, tuyệt đối không đưa nó xuống phía dưới tim ngực, các bạn lưu ý nhá. Đó. Và sau khi xong như thế này rồi này, thì cái miếng này nó đã có chính là cái miếng nẹp X2 này. Đó, cắt hai miếng này, các bạn sẽ tra nó vào cái phần đầu của phần ngực đây này. Đó, và đương nhiên là cái phần này này, bây giờ thì nó bỏ như thế này. Và đương nhiên cái đường này chính là vải gấp đôi. Các bạn muốn cắt để một tấm hay hai tấm hay tách ra đều được hết. Nhưng vì sao chúng ta phải làm được nó như thế này? Vì chúng ta phải đánh nó lên trên này, cho nên bắt buộc chúng ta phải làm được cái miếng này. Đó, vậy là cái miếng trên này nó ra rồi nhá. Hai miếng này đắp vào thì nó ra phía nối trên. Và đương nhiên cái phần này này. Đó, cái phần này đây các bạn nhìn nhá. Khi các bạn cắt cái phần cổ ở phía này thì các bạn lưu ý nè, cái miếng vai này này, các bạn sẽ cắt cái phần này thành cái vải gấp đôi ở đây cho mình. Đó, thì nó sẽ đẹp. Nó sẽ đẹp cái phần cổ mà các bạn không cần phải may cái đường này, mà chúng ta cắt luôn gấp đôi ở cái chỗ này thì nó rất là đẹp. Đó, xong cái phần này nhá, phần phía trên này. Đây là phần thân trước, tí nữa mình hướng dẫn cho các bạn cách cắt cái phần của thân sau. Bây giờ các bạn sẽ nhìn nhá, với cái phần dưới này, bây giờ chúng ta quay lại cái phần dưới. Này, thì các bạn sẽ làm cho mình như sau.
Như mình đã nói, nếu các bạn cho cái phần tam giác này nối đuôi cá thì các bạn cho. Còn mình có một cách như sau cho các bạn nhé. Các bạn sẽ thu cái phần ni này lại cho mình. Đây, cái đoạn ni này các bạn bỏ đi. Đó, đây là cái phần ni mà các bạn bỏ đi này. Và đương nhiên trong cái hình ấy nó có một cái đường đi xuống luôn, ráp thẳng xuống đây. Thì các bạn sẽ phải tách đôi cái phần này ra. Đó, và khi các bạn tách ra tới đây rồi thì nếu mà các bạn tách theo đuôi cá thì các bạn phải tách theo cái đường bên này. Nhớ nhá. Còn nếu mà các bạn tách theo cái đường như mình nói thì nó lại có một cách khác, là các bạn sẽ tách đôi cái đường này ra. Đấy. Và tại sao mình lại tách cái đường này ra? Là vì mình không muốn cho nó có đường may ở góc này. Đó. Các bạn hình dung là nếu mà các bạn cắt phần đuôi cá thì nó sẽ được xòe ra như thế này. Nhưng mình có một cách là không để cho các bạn xòe ra cái đường đó. Bởi vì khi các bạn làm xòe cái đường này ra, bắt buộc trong một trong hai cái miếng này ráp vào nó sẽ có đường may. Bây giờ mình không cho nó có đường may thì các bạn sẽ thấy này, từ đây lên đến đây các bạn sẽ đọ vào đây cho mình. Đó, và các bạn kẻ ngang một đường. Lấy cái đường ngang này các bạn lấy ra đây cho mình khoảng 4 cm. Đó. Và đầu này 4 cm, đầu dưới này các bạn lấy cho mình khoảng 6 cm, các bạn kẻ vào đây. Đấy, thì cái đầu này này nó có thể đi khoảng 6 cm. Bởi vì mình muốn nó liền một tấm, và khi các bạn cắt vào vải ấy thì nó sẽ được may thẳng xuống, mà xuống có tới đây thôi. Đường may các bạn may từ đây, các bạn hình dung nào, cái đường may của cái tấm này này, may từ trên này, may xuống dưới đúng cái điểm này, là nó ngưng lại. Đấy. Còn bản chất cái phần dưới này nó là một mảnh liền nhau, nó không hề rã ra, thì các bạn không cần phải may cái phần phía dưới này. Các bạn có hiểu cái chỗ này không? Cái đầu này này là khoảng 11 cho tới 12 cm, còn cái đầu này khoảng 8 cm. Và khi cái tấm này nó được gấp đôi ở đây thì cái đường này này các bạn cắt sẽ chừa đường may ra đây cho mình. Và tại sao mình muốn cho các bạn cắt như thế này, thì trên này này, đấy, trên cái đoạn trên này nó sẽ đủ đường may là 2 cm chia đều bên này 1 cm, bên này 1 cm ở đây. Và đường may các bạn cắt cho nó xuống đây là 1 cm, rồi vòng qua đây, vòng sang bên này. Đó, và cái đoạn tam giác nhỏ xíu ở trong giữa này các bạn cắt đi. Và khi các bạn nực vào ấy, các bạn may này. Đó, các bạn nhìn này, các bạn sẽ may từ trên này. Đó. Các bạn may xuống đúng cái điểm đây. Rồi các bạn lại mũi từ đây, lại mũi lại, thì cái đường này này, đó, nó xòe ra, nó cứ xòe tự nhiên, mà cái đường này nó sẽ không thò cái đường may ra cho các bạn. Đấy là cái hay của cái ra rập, mà các bạn không muốn cho nó có đường may. Các bạn may như thế này cho mình thì chỉ có đường may ở bên này thôi, đúng không? Còn cái đường may ở giữa này là nó không có. Nó sẽ là một cái miếng bung ở phía giữa này ra. Các bạn chốt cái đường này ngang đi, để cho nó, khi các bạn may cái đường này này, các bạn có hình dung là may cái đường này vô đây. Đó, thì các bạn thấy là nó có cái ni bung ở đây này. Đó, là nó không hề phải may ở cái đoạn này nhá, mà nó chỉ cần may có tới đây, nó lại mũi lại là xong. Để các bạn hình dung được cái phần phía dưới chưa? Và cái phần thân sau thì nó cũng như vậy. Đó. Đây là phần thân sau. Thì các bạn cũng lưu ý cho mình như sau. Từ cái phần thân sau thì cái phần thân trước của chúng ta là cái phần cổ đây này. Đây. Cổ thân trước của chúng ta như thế này. Thì vai thân trước là bao nhiêu? Các bạn sẽ đặt vào vai của thân sau như thế này. Rồi các bạn sẽ đánh dấu cái điểm này, sau đó là các bạn sẽ làm cái phần cổ. Thì cổ thân sau nó có nhiều cách. Cái cổ thân sau này các bạn có thể làm vuông góc giống cổ thân trước, nhưng mà khách của mình thì không thích cho nó vuông góc mà người ta thích cua tròn. Cho nên là người ta sẽ đánh cua tròn ở đây. Thì từ trên cái đầu này này các bạn lấy xuống đây khoảng 5 cm, rồi các bạn nối vào đây, rồi các bạn đánh cua tròn cái đường này. Đó, thì nó được vuông góc ở cái chỗ này nhá, thì nó sẽ ra cái phần cổ thân sau. Còn bạn nào không thích có thể đánh vuông góc xuống dưới này, đều được hết. Và mình, theo khách của mình thì không thích cho nó xuống dưới vì nó hở vai, người ta không có thích. Người ta thích cho nó ở cổ tròn này thôi. Và đương nhiên là khi cái phần vai của thân sau nó như thế này thì các bạn kệ nó. Rồi cái phần ở bên sườn đây này. Bên sườn này. Đây. Thì cái phần ở bên sườn thì các bạn lưu ý, khi các bạn thu ben rồi các bạn sẽ đặt phần sườn thân trước vào đây. Đặt cái phần sườn thân trước vào chỗ này nhá. Đó, và phần sườn thân trước, phần sườn thân trước nó được dài tới đâu thì cái phần thân sau nó sẽ tới đó. Chúng ta rã ngang cái đường thân sau ra như thế này. Đó, các bạn rã thẳng một đường nhá.
và chúng ta rẽ đây. Thì khi chúng ta rẽ đây thì nửa phía trên nó sẽ là nửa phía trên như thế này. Bây giờ thì các bạn sẽ thấy này, với phần bên dưới này khi mà nó là đầm đuôi cá như thế này thì các bạn sẽ phải, các bạn sẽ xòe này. Đó. Từ cái đường chính này các bạn nuôi ra đây cho mình cũng từ 7 cho tới 8 cm, đúng như là cái phần mà các bạn lấy ấy, các bạn sẽ đánh ra đây. Đó. Và khi đánh ra đây rồi thì các bạn cũng đánh cong cái đường này xuống dưới cho mình. Đó. Các bạn phải nhớ là đánh cong cái đoạn này từ 0.3 tới 0.5 cm để cho nó được cong cái phần này, không được để gãy hình chữ V. Đó, nó V ra như thế này nó đẹp. Rồi từ cái phần này lên đây khoảng 1.5 cm, các bạn cũng đánh cong cái phần này cho mình. Đó, thì đánh làm sao nó phải vuông góc ở đây. Từ cái phần chính này, nếu các bạn nuôi ra từ 7 cho tới 8 cm, đó, thì nó cũng ra cái phần mà như lúc đầu chúng ta tính cái phần nuôi này. Rồi cũng đánh cong như thế này nhá. Nhưng nếu chúng ta không đánh mà đánh giống như mình ấy, đấy, phần thân trước mà mình đã làm liền một miếng như thế này rồi, thì cái phần thân sau này các bạn cũng tách đôi cái phần này ra. Đây, cái phần mông của chúng ta đánh xuống đây, thì bắt đầu từ cái đường này các bạn cũng nuôi ra đây cho mình. Thì nuôi từ đây, cái thân trước nó khác nhau, vì thân trước nó được gấp đôi ở cái đường này, cho nên ở giữa này nó không có nuôi. Nhưng cái phần đáy thân sau là chúng ta cho nuôi ra để khi chúng ta cho cái phần này nuôi ra thì là sao ạ? Cái phần đằng sau ấy chúng ta càng nuôi ra một xíu như thế này để chúng ta bước đi được thoải mái hơn. Và nó cũng là đuôi cá giống như trong hình ấy. Thì bây giờ cái đầu này các bạn cũng đánh cong lên 1.5 cm và các bạn đánh như thế này. Đấy, thì các bạn cắt ở đây. Đi hết rồi. Hả? Bác chuyển trở đi. Bác chuyển về rồi thầy. Đấy, sau khi xong như thế này, các bạn thấy không? Thêm một miếng. Cái này là 8 này, cái này 11 cho tới 12 cm. Thì đây, các bạn sẽ thấy nè, phần thân sau này các bạn cũng may từ trên này may xuống tới cái đường màu đen này. Đây. Đấy, và nó ngưng lại như thế này. Thì nó sẽ ra cái phần ni của chúng ta bung ở đây mà không cần phải may cái đoạn dưới này các bạn nhé. Vì kiểu gì mà nếu các bạn rã cái phần này ra, các bạn cho một cái hình tam giác vào đây là các bạn phải có đường may. Và đây là mình hướng dẫn cho các bạn không cần đường may. Đây là thân sau này. Đấy, phần thân trước của các bạn đây. Đấy, thân sau thì nó được nuôi cả phía sau, còn phần thân trước thì nó gấp đôi ở đây. Và nó như thế này. Đấy, các bạn nhìn thấy là nó có cái đường may ở đây nè. Mỗi bên mình chừa đúng cái điểm dưới này thì các bạn khoét chừa đường may mỗi bên 1 cm, còn bao nhiêu bỏ đi. Còn trên này thì các bạn cũng thấy là có đường may 2 cm đi thẳng vào trong là đủ cho cái phần trên này. Đó, vậy là thân trước, thân sau là nó có rồi đây nhá. Thì đây, đây là phần trên, phần thân sau. Và đây là phần thân trước. Đó, miếng này là miếng nẹp ở đây. Đấy, cái miếng cổ này thì như mình đã nói rồi, các bạn sẽ cắt gấp đôi ở cái đường này cho mình, thì nó sẽ ra phần cổ của chúng ta như thế này. Đó, đây chính là thành phẩm của một cái đầm mà các bạn được trông thấy như thế này. Và tương tự, cái tay dài hay cái tay ngắn thì nó cũng chỉ thế thôi. Và trong cái hình này thì các bạn thấy là đây, cái khách của mình mặc lên rồi đây này, là người ta mặc bằng cái tay ngắn, tay phồng ngắn chứ không phải là cái tay dài. Đấy, và cái tay phồng ngắn thì các bạn cũng biết rồi. Như mình ấy thì không bao giờ mà mình, không mấy khi mà mình cứ rã cái rập ra lung tung, vì mình ước lượng mình cắt nó quen đi, xong rồi mình chẳng có ngó nghiêng gì. Bây giờ mình sẽ cắt như thế này nhá. Các bạn sẽ nhìn này. Đầu tiên là mình sẽ biết là mình sẽ cho một cái ni ở đây. Đấy, cái khoảng chỗ này là mình sẽ cho một cái ni, cho nên mình tách đúng cái chỗ này. Đấy, mình sẽ tách ra đây. Đấy, đoạn này một cái ni này, và ở giữa này một cái ni lớn. Đấy là cái cách cắt của mình, còn bạn nào cắt như thế nào thì cũng được nhá. Miễn làm sao mà các bạn cắt nó ra cái phần tay là được, giản lắm. Mình chỉ cần làm sao tính được cái độ nhúm trên này và cái độ xếp ni ở đây thì được. Còn nếu bạn nào muốn nó nhúm nhiều hơn, các bạn cứ ngửa cái đường này ra, phóng nó thật to ra như thế này,
thì nó sẽ rộng cái đường đây. Các bạn sẽ cho nó to tròn thì nó sẽ ra kiểu tay khác. Có nghĩa là cứ làm sao mà chúng ta cắt thời trang ấy thì chúng ta cứ cắt theo cái tay của chúng ta thôi. Còn cái tay ở trong hình mẫu là cái tay ôm cơ bản rồi thì mình không có nói đến các bạn nhé. Vậy là sản phẩm của chúng ta đến đây là xong rồi. Cho nên là nếu bạn nào mà không hiểu chỗ nào thì cứ comment vào mình sẽ hướng dẫn nhá. Nhớ là khi mà các bạn cắt hai cái miếng này thì các bạn có hình dung đây là một miếng. Đây, các bạn nhìn phần thân trước này nhá. Cái phần thân trước này khi mà các bạn cắt một miếng này như thế này, miếng này úp lại tròn lại như thế này. Đó, thì một miếng nó đi qua đường này, còn một miếng đi ngược lại đường này. Thì đấy chính là cái phần cổ của chúng ta. Vậy chúng ta có hiểu không nhở? Đến cái phần này rồi ấy, thì các bạn cũng lưu ý cho mình. Đây là cái phần thân trước này. Trong cái phần thân trước này, người ta có hai cái miếng pad. Trong cái phần ở đằng trước này, nó có hai cái miếng pad là đưa qua đây. Bạn nào thích cho nó có cái miếng đi qua đây và khâu hột đút vào giống trong hình mẫu thì cho, mà không thì các bạn cho luôn cái phần túi này này. Khách của mình phần đa là họ thích túi nên là mình phải cho cái túi vào đây. Đấy, và khi có cái túi ở bên hông này này. Đó, thì khi các bạn cho cái túi ở bên hông của cái phần rập này như thế này, các bạn lưu ý nhìn cho thật kỹ nhé. Đấy, thì thay vì cho cái miếng bát ở cái đường giữa này để cài nút thì các bạn cho luôn cái miếng vào đây và cài ba. Đấy, các bạn khâu ba cái cúc bọc vào đây này, lấy cái vải của nó bọc vải vào, sau đó khâu vào đây thành hình cái túi và người ta có thể đựng được cái túi, tận dụng thành cái túi kiểu thì nó sẽ đẹp hơn là chúng ta chỉ cho một cái miếng bát để làm khâu cúc vào làm giả như thế này thì nó không thích bằng có túi. Đấy là cái cách của mình cắt. Còn tùy các bạn muốn cắt như thế nào. Chào tạm biệt tất cả các bạn nhé. Mong là các bạn có một kiểu váy thật là đẹp. Cái kiểu váy này nên thì cũng rất là dễ thương. Và khách của mình may một chiếc rồi, có thể may tới 3 chiếc. Mà công nhận khách của mình rất là dễ tính. Họ may một chiếc ưng thì họ may luôn 3 cái, 3 màu khác nhau nhưng cùng một kiểu. Đấy, các bạn sẽ thấy là cái khách của mình dễ thương lắm. Rồi, chào tạm biệt tất cả các bạn nhé.